Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 1 2022 sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đón ngày đầu năm mới bình yên. Từ ngày 4 tháng 1, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến trường học trực tiếp. Ra quân đội hình hút đinh trên quốc lộ 1 huyện Bình Chánh. Thưa quý vị, vừa trải qua một năm đầy khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng ngày chuyển mình trở lại cuộc sống như trước đây. Dù dịp năm mới 2022 không có cảnh phố xá tấp nập, trang hoàng rực rỡ, nhưng người dân thành phố vẫn tràn đầy niềm vui, sự ấm áp bên người thân trong gia đình trong những ngày nghỉ đầu năm. Nhiều người chọn cách đón ngày đầu năm mới bên gia đình, người thân, bạn bè. Hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, đường sách vẫn luôn là những điểm đến yêu thích của các gia đình, bạn trẻ. Lễ thì rảnh rỗi, không có ba mẹ không phải đi làm thì cũng cố gắng sắp xếp dẫn bé đi những cái chỗ như là công viên hoặc là như Hồ Con Rùa ở đây nè. Thì có cây xanh thoáng mát rồi trời thì thời tiết nó cũng khá là đẹp. Vừa phòng chống dịch nhưng mà cũng vừa có một cái Tết vui vẻ thì tụi em cũng sẽ không có đi quá xa, thì tụi em ở trong thành phố. Dịch vụ xe đạp công cộng dù vừa mới ra mắt đã được rất nhiều người yêu thích. Mùa dịch qua thì cũng ở nhà cũng nhiều quá, cho nên là nhà em mấy đứa cháu cũng ít tập thể dục, cho nên là sẵn sáng mùng 1 này thì mấy vợ cháu rủ nhau đạp vòng vòng ngắm thành phố. Dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường, thế nhưng thời điểm Tết đến xuân về, người dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn tràn đầy lạc quan, tin tưởng một năm mới sẽ bình yên, hạnh phúc. Dù đang trong những ngày nghỉ lễ, nhưng tình hình giao thông trên các quốc lộ vẫn khá thông thoáng. Ghi nhận trên tuyến quốc lộ 51 vào hôm qua, có rất nhiều phương tiện là xe cá nhân, lượng xe đông nhưng lưu thông trật tự. Cảnh sát giao thông nhờ đó không quá vất vả. Do tình hình giao thông không quá căng thẳng như những năm trước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã sắp xếp không nhiều tổ tuần tra trên quốc lộ 51. Dù không có sự hiện diện của cảnh sát, các phương tiện vẫn chấp hành nghiêm túc luật giao thông. Năm nay em thấy dễ đi hơn tại vì dịch đó, nên là cũng ít ai đi. Ngày lễ nhưng mà em thấy đường vẫn còn đi vẫn được thoải mái, không như mọi năm này đi rất là đông. Từ phường 12 thành phố Vũng Tàu đến khu công nghiệp Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ có hơn 100 thiết bị giám sát tự động bằng camera được lắp đặt. Hệ thống này có thể cùng lúc giám sát 6 làn xe và đo tốc độ các phương tiện. Điều này cũng góp phần làm giao thông trật tự, ổn định trong những ngày nghỉ đầu năm mới. Gần Thành phố Hồ Chí Minh nên Vũng Tàu luôn là điểm đến lý tưởng của người dân thành phố trong các kỳ nghỉ. Dự báo được lượng du khách sẽ tăng cao nên ngành chức năng thành phố Vũng Tàu đã chủ động đảm bảo an ninh trật tự và các phương án phòng chống dịch. Sở Du lịch đã lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát các bãi tắm biển, cơ sở lưu trú từ 1 đến 5 sao về chấp hành quy định phòng chống dịch. Cái việc mà quan trọng nhất hiện nay đó là tụ tập tại các cái cơ sở ăn uống cũng như là các cái nhà hàng. Thành phố cũng đã chia ra một cái đoàn kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch. Còn đối với các cái bãi tắm, tổ kiểm tra bờ biển ngày hôm nay và đến 3 ngày tiếp theo thì sẽ trực thường xuyên. Nếu quá đông thì chúng ta sẽ không có cho du khách xuống nữa. Nhìn chung mọi người đều ý thức phòng dịch, chấp hành đeo khẩu trang, giữ khoảng cách giữa các nhóm gia đình, bạn bè. Như bọn em cũng là đi du lịch, phải đảm bảo an toàn mùa dịch. Mọi người thấy chỗ nào mà đông quá mình cũng không có ghé vào. Thống kê của ngành chức năng, hầu hết các cơ sở lưu trú trên địa bàn đang hoạt động hết công suất. Qua kiểm tra, các cơ sở cũng tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành chức năng và địa phương. Theo quyết định mới nhất của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 4 tháng 1, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Riêng học sinh ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ được học trực tiếp ở tất cả các khối từ lớp 1 đến 12. Với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được tổ chức học tập trực tiếp khi được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Đức và các quận huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch và phương án phòng chống dịch. Trước đó, từ ngày 13 tháng 12 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã thí điểm cho học sinh đi học trở lại với khối lớp 9 và 12 sau hơn 7 tháng chỉ tổ chức dạy và học trực tuyến. tấn hàng hóa trị giá gần 400.000 đô la Mỹ đã xuất sang Trung Quốc trong ngày đầu tiên của năm 2022. Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai. 7 giờ 45 phút, chuyến hàng nông sản đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc
và nhiều chuyến hàng từ Trung Quốc đang làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, mang theo hy vọng về một năm nhiều khởi sắc hanh thông. Các ban ngành trên cửa khẩu Đồng Khai rất cố gắng, nỗ lực để cho tạo điều kiện hết sức để cho các doanh nghiệp được hai bên được thông quan cái hàng hóa cả xuất cả nhập. Những ngày đầu tiên của năm mới, năm 2022, thì chúng tôi dự báo thì cũng sẽ có nhiều cái khởi sắc là về hàng nông sản. Thì ngay từ buổi đầu tiên thì hàng hóa xuất nhập khẩu cũng đã được thông quan với tín hiệu là cũng tương đối là đáng mừng. Năm 2022, lực lượng hải quan sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng phương án thiết lập cửa khẩu Kim Thành thành vùng đệm, vùng xanh không COVID, đồng thời đưa ra các giải pháp về bến bãi, phân luồng phương tiện, duy trì hoạt động xuất nhập khẩu ổn định, hiệu quả. Ngày đầu năm 2022, đoàn thanh niên cùng với lực lượng cảnh sát giao thông và người dân ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra quân đội hình hút đinh hỗ trợ giao thông. Đội hình được thành lập xuất phát từ việc ông Đinh Minh Cảnh làm nghề chạy xe ôm, tự nguyện hút đinh và các vật sắc nhọn trên đường. Ở trên tuyến dọc tuyến quốc lộ 1A thì cái tình trạng các vật đinh sắc nhọn vẫn còn rất là nhiều, ảnh hưởng đến việc di chuyển lưu thông của người dân, đặc biệt là người dân về các tỉnh miền Tây. Sau quãng đường khoảng 4 km, xe hút đinh của đội hình hút đinh hỗ trợ giao thông đã thu gom được vô số các vật nhọn từ sợi dây thắng xe máy đã cắt ngắn cùng hơn hàng trăm miếng đinh có hình thoi sắc nhọn. Sau ngày ra quân, đội hình trên sẽ duy trì việc hút đinh thường xuyên, trong đó hoạt động dày hơn vào thời điểm từ nay đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Cũng ở Bình Dương, trước đó khoảng 2 tiếng đồng hồ, một nam tài xế điều khiển xe ô tô 4 chỗ trên đường DT743, đoạn qua phường An Phú, thành phố Thuận An, thì bất ngờ mất lái tông trực diện vào giải phân cách trên đường. Hậu quả chiếc xe văng xa hàng chục mét, nằm chắn ngang một làn đường, phần đầu xe hư hỏng nặng. Tài xế cùng người ngồi trên xe may mắn thoát chết. Thời điểm này, các phương tiện lưu thông ít nên không ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 14 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 350 triệu đồng. Trên 50 cán bộ chiến sĩ đã được huy động đồng loạt ập vào 14 tụ điểm trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên, bắt giữ 14 đối tượng, trong đó Nguyễn Thị Lan và Đặng Thị Lan được xác định là hai đối tượng cầm đầu đường dây. Tại các địa điểm khám xét, lực lượng công an thu giữ 20 điện thoại di động, nhiều sổ sách và giấy tờ có liên quan. Bước đầu làm rõ, đường dây lô đề trên gồm 3 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp, trao đổi qua tin nhắn, mạng xã hội. Số lượng con bạc tham gia trong đường dây này được xác định rất đông ở nhiều địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Vân, trú tỉnh An Giang về tội mua bán trái phép hóa đơn. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018, Lê Thanh Vân thành lập và điều hành hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Vân Tân Châu và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Giang Sơn Tân Châu có địa chỉ ở thị xã Tân Châu, An Giang. Sau đó, Vân mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của một số công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bán lại trái phép, thu lợi bất chính gần 262 triệu đồng. Qua làm việc ban đầu, Lê Thanh Vân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý. Chiều qua, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Quốc Tiến để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Do mâu thuẫn với gia đình, Tiến đã phóng hỏa đốt nhà cha mẹ ruột. Trước đó, chiều ngày 31 tháng 12, sau khi uống rượu về, Tiến gây gỗ với mẹ ruột, sau đó đuổi em ruột cùng vợ con ra khỏi nhà, xô ngã hai xe máy, mở bình xăng rồi bật lửa đốt nhà. Thấy lửa cháy lớn, Tiến tháo chạy ra ngoài. Lực lượng chữa cháy cùng nhiều người dân xung quanh đã có mặt kịp thời tham gia dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy cũng đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà và cháy xém một phần căn nhà kế bên. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 100 triệu đồng. Tại cơ quan công an, bước đầu Tiến đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hồ sơ tại cơ quan công an cho thấy đối tượng này từng có tiền án về tội giết người. Thông tin quốc tế trong 60 giây sáng nay. Đo lường tác động của biến đổi khí hậu ở vùng biển tận cùng thế giới. Và ngắm 18 mẫu xe sang trọng, chạy nhanh và đắt tiền bậc nhất thế giới.
Mới đây, danh sách vinh danh mừng năm mới của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã được công bố. Trong danh sách này có khoảng 1.200 cái tên, mà nổi bật là những quan chức y tế dẫn đầu cuộc chiến chống COVID-19, các ngôi sao nghệ thuật hay thể thao nổi tiếng. Nữ hoàng Anh đã trao tước hiệp sĩ danh giá và lâu đời cho nhiều nhân vật như cựu thủ tướng Anh Tony Blair, ông Chris Whitty, cố vấn y tế chính của chính phủ Vương quốc Anh, bà Jenny Harris, người đứng đầu cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh. Đa số những người này đều được ghi nhận công trạng trong cuộc chiến chống COVID-19 tại xứ sở sương mù. Bên cạnh đó, danh sách này còn bao gồm nhiều cái tên trong làng giải trí như nam diễn viên Daniel Craig của loạt phim James Bond, cựu thành viên nhóm Spiker Mel B cho hoạt động của cô trong việc chống bạo lực gia đình. Các vận động viên thể thao Tom Daley, Jason Cheney, Adam Beattie cũng có tên. Thời gian qua, nhiều khu vực ở Mỹ liên tiếp gặp thiên tai trái mùa. Mới đây nhất, cháy rừng đã bùng lên ở bang Colorado, khiến nhiều người bị thương và hàng chục ngàn người khác phải di tản khẩn cấp. Cháy rừng lần này xảy ra ở phía bắc Colorado, vốn là nơi có thời tiết lạnh. Đám cháy bắt đầu bùng lên hôm 31 tháng 12, nhanh chóng lan rộng đến nhiều thành phố và thị trấn như Denver, Louisville và Superior. Chỉ tính riêng tại ba khu vực bên ngoài Denver, chính quyền đã phải sơ tán khẩn cấp hơn 30.000 cư dân. Cháy rừng đã thiêu rụi hoàn toàn gần 600 căn nhà. Hàng chục ngàn người cũng rơi vào cảnh mất điện. Theo trang Guardian, đã có ít nhất 7 người bị thương. Theo cảnh báo của quan chức địa phương, con số thương vong có thể tăng lên. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, cháy rừng thường diễn ra lâu hơn, kéo dài từ 6 đến 8 tháng. Bên cạnh đó, cháy rừng vào mùa đông đang dần trở thành bình thường ở Mỹ. Thông tin mới nhất, đến sáng nay đã có ít nhất 1.000 căn nhà bị lửa thiêu rụi và 3 người thiệt mạng vì cháy rừng ở Colorado. Ở thông tin tiếp theo, tại vùng cực Nam Chile, một chuyến thám hiểm khoa học đang được tiến hành với mục tiêu đo lường tác động của biến đổi khí hậu tại các vùng nước ở tận cùng thế giới. Đoàn thám hiểm của Hải quân Chile băng qua vùng biển giữa eo biển Magellan và kênh đào Beagle trong 9 ngày. Vùng nước này được quan tâm đặc biệt vì độ axit thấp cũng như hàm lượng muối và canxi thấp hơn các vùng nước xung quanh. Việc nghiên cứu này cho phép giới khoa học hình dung được các điều kiện có thể xảy ra trong nhiều hệ sinh thái biển trong những thập niên tới. Trong bối cảnh, các sông băng ở Patagonia tan chảy, đổ lượng lớn nước ngọt ra Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Cuộc thám hiểm bao gồm 14 giai đoạn nhằm lấy mẫu nước ở các độ sâu khác nhau đến tận 200 mét. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn lấy mẫu đất dưới đáy, các loài tảo và động vật thân mềm đôi khi ở độ sâu tới 300 mét. Một mô hình thu nhỏ của khu Vành Đai Vàng nổi tiếng của nước Nga đang được trưng bày tại bảo tàng của thành phố Yaroslavl, được khách tham quan đến với những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất xứ Bạch Dương. Vành Đai Vàng là tên gọi của nhóm các thị trấn, thành phố nằm ở vùng Đông Bắc quốc gia rộng lớn nhất thế giới, sở hữu nhiều địa điểm du lịch kiến trúc độc đáo lâu đời của Nga. Kích thước thật của những tòa nhà lớn gấp 87 lần mô hình thu nhỏ này, nhưng độ tinh tế và sắc sảo của những chi tiết trên mô hình là không thể phủ nhận. Tổng cộng có 5.000 mô hình cư dân trong thành phố thu nhỏ, các kiến trúc được kết nối với nhau bằng tuyến đường sắt. 157 người là số nhân sự tham gia dự án này và chúng tôi mất 2 năm để hoàn thành. Dự án được làm hoàn toàn bằng tay để thể hiện nét đẹp của kiến trúc một cách tinh tế. Cứ mỗi 10 phút, 40.000 bóng đèn LED sẽ thắp sáng những mô hình này, đưa nơi đây như chìm vào màn đêm, lung linh, huyền ảo. Tại thành phố Los Angeles của Mỹ, một triển lãm xe hơi đang diễn ra, trưng bày hàng loạt mẫu xe 4 bánh sang trọng, nhanh và đắt tiền bậc nhất thế giới. Triển lãm Ipecac Diary of the Extreme diễn ra ở bảo tàng xe Petersen, trưng bày 18 mẫu xe, trong đó 11 chiếc chạy bằng xăng, 4 chiếc hybrid và 3 chiếc chạy hoàn toàn bằng điện. Nổi bật là chiếc Bugatti Veyron đời 2008 với giá 1,1 triệu đô la Mỹ, có thể đạt vận tốc hơn 400 km/h. Hay chiếc Koenigsegg Agera RS Final Edition với biệt danh Thor được sơn vảy kim cương. Đắt tiền hàng đầu phải kể đến chiếc Hennessy Venom F5 trị giá 2,1 triệu đô la Mỹ, có thể đạt tốc độ gần 500 km/h. Điều đặc biệt của triển lãm này là bạn không thể tìm được những mẫu xe này ở bất cứ đâu, như chiếc trong bộ sưu tập là duy nhất. Ngoài ra, khách tham quan còn có cơ hội tìm hiểu về sự phát triển của ngành công nghiệp xe hơi. Sự kiện sẽ kéo dài đến cuối tháng 9 năm nay, sẽ trưng bày luân phiên 30 chiếc xe trong suốt thời gian tổ chức. Việc nhảy từ trên cầu xuống sông Tiber để đón chào năm mới là một truyền thống đã có từ hàng chục năm qua của người dân Roma, Italia.
Và dù đang trong lệnh phong tỏa một phần, điều này cũng không thể ngăn cản một vài người dũng cảm thực hiện truyền thống này. Cứ mỗi dịp đầu năm, người dân thành phố Roma lại tụ tập ở cầu Cavour để nhảy xuống sông Tiber. Họ cho rằng việc nhảy xuống dòng sông lạnh giá dịp đầu năm sẽ mang lại cho họ nhiều may mắn, sức khỏe. Theo một số người dân, truyền thống này có từ năm 1946, bắt nguồn từ một nhân viên cứu hộ thất nghiệp muốn trở thành diễn viên đóng thế. Người này đã nhảy từ trên cầu xuống sông để phô diễn kỹ năng của mình. Nhiều người đã cảm thấy vô cùng hứng thú và từ đó việc nhảy cầu đầu năm đã trở thành truyền thống của người dân Roma. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay với những thông tin cập nhật mới nhất. Xin kính chào tạm biệt.